cháu. Hồi xưa chúng ta thường xuống đồng đi một quán toàn tiếng Anh đâu mình cũng không được. Học quá tiếng Anh rồi, nhớ rồi. Khi lúc vào quân chưa lên được. Lên rồi. Lên rồi á? Đang ở bên trong cái máy. Đang ở đâu? Cái này nó không chiều đéo đâu. Cái này chúng ta mua bao nhiêu? Con này tầm 7 triệu. 7 triệu hay đi. 7 triệu. Đang phải chú chiều phát triển là tấm que được mấy không? Con tấm que 11 đấy. Không lo ông Hưng ông chém vừa mua con xe 11 cổ ông ơi rủ đi. Cháu như cao tây tạng kìa. Đấy. Đồ. Hóa ra là mượn ông thắng què. Què cho mượn đát nhỉ. Ê gì? Không. Tôi sao còn mượn không? Có bảo đảm mà đêm nên quay các cái hàng thì có hàng gì ở đấy. Đây cổ ấy. Đảm ban đêm. Đảm đêm. Hồ Tây ban đêm đi mấy lần mà? Không, Hồ Tây không đi. Thì đi xe máy. Đúng không? Mà đi đâu bây giờ?
anh gửi xe bên kia. Anh gửi xe bên kia. Vòng ngược đây, vòng đi tiếp. Hả? Đi tiếp hay đi vòng? Là một vòng này. Vòng về hè có ý á. Về hè sẽ đi đường này á? Đi. Về hè. Bây giờ quay lại gì?